Kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ dành cho tạp chí thể thao số 138 ngày hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn bài tập yoga số 2 giảm căng thẳng mệt mỏi do huấn luyện viên Phạm Thị Hòa, câu lạc bộ Phạm Hòa Yoga Điện Biên hướng dẫn. Bài tập này các bạn có thể tập luyện tại nhà để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự cách người dân thành phố Điện Biên Phủ trở lại rèn luyện thể dục thể thao sau khi chính phủ có chủ trương giãn cách xã hội nhưng vẫn đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian thực hiện việc cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, đến nay, chính phủ đã có chủ trương giãn cách xã hội, do đó nhiều người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã bắt đầu quay trở lại để rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Phản ánh của phóng viên tạp chí thể thao. Là một trong những tỉnh thành nằm trong nhóm nguy cơ thấp, việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã dần được nới lỏng. Chính vì điều này mà trong những ngày qua, ông Ngô Văn Lịch, tổ 21 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ và nhiều người dân khác trên địa bàn đã ra ngoài để đi bộ, rèn luyện thể dục thể thao. Ông Ngô Văn Lịch cho biết, thời gian thực hiện giãn cách xã hội thì việc luyện tập thể dục thể thao cũng có phần hạn chế, khi ở nhà chỉ luyện tập nhẹ, không được thoải mái như luyện tập ở ngoài trời. Việc được ra ngoài luyện tập không chỉ giúp cho ông có được tinh thần thư thái, vui vẻ, mà khi được luyện tập đi bộ với quãng đường dài đã giúp cho ông thấy người được nhẹ nhõm hơn. Qua cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì cái giãn cách về dịch Covid thì sau khi nó có hiệu lực ra thì nói chung mà nói là dân cũng dè dặt, cũng kiêng xem. Mà thậm chí là có khi là tất nhiên là cũng như cái tuổi già, thì cái tuổi già từ 60 trở lên thì báo cáo với các anh là vẫn cứ phải thể dục thể thao, không thể dục thể thao nó biến chứng. Thế nhưng có cái điều là trong cái thời điểm đó thì xin báo cáo với các anh mà nói là cũng ít người đi. Mà may ra có thì gọi là nó vào các cái công viên hoặc là tập nhẹ ở nhà, chứ không mấy khi đi ra đường. Thế nhưng mà từ hôm là hôm 22 tháng 4 cho đến bây giờ là nới lỏng cái dịch Covid cho đến bây giờ thì mà nói thì nói chung là dân đi là cũng tương đối đông. Nhưng mà đồng với cái điều kiện là cũng phải giãn cách, chứ không thể là đi sát vào nhau được. Qua ghi nhận tại các điểm sân quảng trường mùng 7 tháng 5, đường lên tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và nhiều điểm khác, người dân trên địa bàn thành phố đã ra ngoài để tập thể dục thể thao nhiều hơn. Mặc dù được nới lỏng việc giãn cách xã hội, song nhiều người dân vẫn rất quan tâm và chủ động trong việc phòng chống dịch, không tụ tập, tập trung luyện tập từ 10 người trở lên, mà bản thân mỗi người đều đã tự giác đeo khẩu trang, đi tập theo top 3-5 người và đi cách nhau xa 5-7 mét. Và khi đã ý thức được điều đó, chính là vừa giúp cho mỗi người tự rèn luyện sức khỏe được tốt hơn, đồng thời vừa góp phần quan trọng trong việc phòng chống dịch được hiệu quả. Ngoài những giờ đi làm ấy, tranh thủ những thời gian rảnh thì tôi có thể là đi tập thể dục, chạy bộ hoặc là đi bộ đi cùng mọi người ạ, để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Có thể là làm cho tinh thần nó thoải mái hơn. Nhiều nhất là trong vừa dịch là Covid này. Khi tôi mà đi tập thể dục này ạ, thì cho dù là đã hạn chế rất là nhiều nhưng mà bây giờ vẫn phải là cách nhau ra khoảng 2 mét và không nên tiếp xúc quá nhiều người. Dạ, khi như thế thì tôi thấy là đem lại cho mình là sức khỏe cho bản thân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mang lại là phòng tránh dịch bệnh. Dù địa bàn nằm trong vùng nguy cơ thấp, song với ông Thống cũng như nhiều người dân khác vẫn luôn chủ động trong việc phòng chống dịch và lựa chọn cho mình những cách thức để luyện tập thể dục phù hợp, đảm bảo nâng cao sức khỏe. Trước kia thì thường chúng tôi thì nghỉ hưu rồi mà, thì thường là tập ở sân vận động, bà con rất là đi trong sân vận động buổi sáng buổi chiều rất là vui đông đủ. Nhưng thực hiện cái chủ trương của chính phủ là từ ngày 28 tháng 3 trở đi là không tập trung đông người, thì chúng tôi khắc lo tự lo nếu mình đi tìm cái chỗ thì tập cho nó đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi từ giải pháp ra đi quanh sân vận động trên sân vận động là các cấm đông người rồi, thì chúng tôi tự đi tìm cho quảng trường hoặc là lên tượng đài để đi tự mình đi vận động cái thân thể của mình cho nó khỏe để chống cái virus corona.
việc luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe rất cần thiết đối với mọi người. Song để vừa luyện tập được hiệu quả, vừa chủ động trong phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với dịch COVID-19, bản thân mỗi người hãy chủ động và lựa chọn cho mình những phương thức luyện tập phù hợp. Không chủ quan lơ là, đặc biệt là không tụ tập đông người để việc phòng chống dịch COVID-19 được tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, tập yoga mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như tăng cường sự linh hoạt và sự dẻo dai, sức bền cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, cải thiện hoạt động của các hệ cơ quan, hệ thần kinh, tuần hoàn tiêu hóa. Cùng với đó, tập yoga còn có tác dụng phát triển các cơ, giúp các cơ rắn chắc, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong học tập, công việc và cuộc sống. Tập yoga hàng ngày còn là liệu pháp tuyệt vời để phòng và chữa bệnh, tăng cường sức khỏe. Các bài tập yoga có những tác dụng như ngăn ngừa các bệnh về xương khớp, giảm đau lưng, đau cổ, đau vai, đau nhức các khớp, cải thiện khả năng hoạt động của phổi, ổn định đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng huấn luyện viên Phạm Thị Hòa, câu lạc bộ Phạm Hòa Yoga Điện Biên tập theo bài số 2. Do cái điều kiện là dịch COVID-19 nên chúng ta không có cái thời gian và không được tập trung tập tại phòng tập. Vì vậy trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thông qua cái phần mềm Zoom để các bạn có thể tự luyện tập ở nhà. Bây giờ chúng ta vào bài tập luôn. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành một số động tác làm giảm đau mỏi cổ vai gáy. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng đau nhức mỏi cổ vai gáy. Có thể trong sinh hoạt, trong lao động, trong làm việc, hoặc có thể trong tập luyện không đúng cách. Vì vậy, trong bài tập ngày hôm nay, chúng ta có thể một phần nào để giải quyết những cái vấn đề đau cổ vai gáy. Chúng ta cùng thực hành nhé. Mời các bạn ngồi trên thảm. Chúng ta ngồi vững chãi trên hai khung ngồi. Chúng ta có thể lựa chọn cho mình tư thế chắp bằng hoặc tư thế ngồi bán hoa sen. Mời các bạn vào tư thế đầu tiên. Hai tay ta đưa về phía trước, các ngón tay xòe rộng tự nhiên, lòng bàn tay song song và hướng vào nhau. Ta hướng cái lòng bàn tay, rồi gập cái cẳng tay lại, sao cho các ngón tay của mình đặt ở trên vai. Giữ ổn định ở đây, ta khởi động và xoay khớp vai. Trong quá trình xoay, chúng ta hãy giữ hơi thở đều đặn, xoay từ trước ra sau. Và trong quá trình xoay, ta hãy nới lỏng các ổ khớp ở vai. Xoay hết biên độ của vai, nó sẽ làm cho cái vai của mình được linh hoạt, được mở rộng. Và các ổ khớp của chúng ta, nó được kéo giãn. Rồi ta xoay ngược lại. Động tác này sẽ làm thư giãn vùng vai, nó kích hoạt đến các vùng cơ ở vai, nó làm cái vai của mình được mềm mại. Rồi ta đưa hai tay về trước, nhẹ nhàng hạ cánh tay của mình xuống, hai tay xuôi dọc thân người, lòng bàn tay chạm thẳng, giữ trụ lưng thẳng. Hít vào ta chậm chậm, nâng cánh tay của mình đi lên, đồng thời vươn cái cằm hướng lên, thả nhẹ cái đỉnh đầu ra sau, mắt nhìn lên. Thở ra ta sải dài cánh tay sang hai bên, hướng cằm về hõm cổ, thóp bụng lại, mắt nhìn xuống. Hai, hít sâu, ta từ từ nâng và vươn cánh tay của mình, cảm nhận các đốt sống của mình nó được mở rộng và được nới lỏng. Rồi thở ra, ta nhẹ nhàng buông tay, hướng cằm về hõm cổ, thóp bụng lại. Một lần nữa hít sâu, ta nhẹ nhàng nâng và vươn cánh tay của mình đi lên. Vươn cái lồng ngực, nâng cằm, hướng cái đỉnh đầu ra sau. Giữ ở đây vài nhịp thở. Cảm nhận cái cổ họng của mình nó được nới nhẹ. 5, 4, 3, 2, 1, ta chậm chậm thở ra, nhẹ nhàng buông hai tay dọc thân người, hướng cằm về hõm cổ, thóp bụng lại. Thả lỏng cái vai, cảm nhận các đốt sống cổ phía sau gáy, nó được kéo giãn. 1, 2, 3, 4 và 5,
ta từ từ nâng đầu về trục thẳng, nhẹ nhàng xoay vai và thả lỏng vai. Rồi ta đưa lưng về trục thẳng, từ xương cụt đến đỉnh đầu thẳng hàng. Cả lớp hít sâu, ta nhẹ nhàng mang hai cánh tay của mình vươn lên cao, kéo dài cái xương sống lưng. Thở ra, hai tay đan lại và đặt phía sau gáy. Chúng ta đảm bảo cái cánh tay của mình được mở rộng, hai cùi trọ được tách xa hai hướng. Lồng ngực đẩy về phía trước, hơi co nhẹ cơ bụng để bảo vệ cái vùng thắt lưng của mình. Cả lớp hít sâu, dướn cái lồng ngực đi lên. Hai cùi trọ mở rộng ra hơn nữa, cảm nhận cái vùng ngực nó được mở rộng, nó được kéo giãn, nâng cằm mắt nhìn lên trần nhà. Thở ra, ta thoát chặt bụng lại, hướng hai cùi trỏ ép về phía trước, cuộn lưng, mắt nhìn xuống. Hít vào, ta tiếp tục di chuyển hai cánh tay của mình mở sang ngang, đưa cùi trỏ của mình tách ra xa, đẩy lồng ngực về phía trước, cảm nhận cái lồng ngực, cái lá phổi của mình nó được chứa đầy không khí. Rồi ta thở ra, thoát bụng, cong lưng cuộn mình, hướng hai cùi trỏ về phía trước và hướng vào nhau. Hít sâu, ta tiếp tục đẩy cái lồng ngực về phía trước, cánh tay mở ra, nâng lồng ngực, vươn cằm giữa đây. 5, 4, 3, 2, 1, ta thở ra, nhẹ nhàng thoát bụng thở hết, cuộn người cong lưng, hướng ép hai cùi trỏ về phía trước, cảm nhận toàn bộ cái vùng thân sau của lưng nó được mở rộng, nó được kéo căng, đặc biệt ở cái vùng vai của mình nó được kéo giãn. Đưa tâm trí của mình vào vùng vai. 3, 2 và 1, ta từ từ mềm mại cái cánh tay, nâng cái lồng ngực lên, hít vào và thở ra, ta nhẹ nhàng buông tay thả lỏng, xoay nhẹ bả vai để thở giãn, xoay ngược lại. Hít vào, ta từ từ nâng hai cánh tay của mình đi lên. Thở ra, ta vặn người ra sau, tay phải đặt phía sau, dọc thẳng sống lưng. Tay trái đặt ở cạnh gối phải. Ta vặn người ra sau, mắt nhìn qua vai phải. Quan sát và lưu ý, cái mông của mình vẫn vững chãi, ổn định và giữ vững mông. Hít vào, ta nâng và vươn cánh tay của mình đi lên, đồng thời kéo duỗi cột sống đi lên. Thở ra, ta nhẹ nhàng xoay người sang bên trái. Một lực của tay phải đi vào gối trái, một lực từ gối trái ngược lại tay phải. Hai lực này nó đối kháng với nhau, tạo một cái lực vạn xoắn. Hít vào, ta tiếp tục vươn thân người đi lên, cảm nhận các đốt sống của mình nó được kéo và vươn. Rồi thở ra, ta nhẹ nhàng xoay vạn xoắn sang bên phải. Trong quá trình vặn xoắn, tay vặn xoắn từ vùng bụng, cơ lên sườn, mở lồng ngực, mắt nhìn qua vai. Hít vào, ta tiếp tục nâng và vươn cơ thể của mình đi lên. Rồi thở ra, ta vặn xoắn sang bên trái, thoát chặt bụng lại, cảm nhận cái vùng bụng nó ôm sát vào xương sống. Một lần cuối, hít sâu, ta nhẹ nhàng nâng và vươn cánh tay của mình đi lên. Rồi thở ra, ta mềm mại xoay người sang bên phải, ta giữ ở đây. Quan sát từ bên trong, ngồi vững chãi trên khung ngồi, thả lỏng khớp háng, thoát bụng, vặn xoắn, chụp lưng luôn thẳng. 3, 2, thả lỏng hai vai. 1, hít vào, ta nâng và vươn cánh tay của mình đi lên. Rồi thở ra, ta vặn xoắn sang bên trái, thoát chặt bụng lại, mở rộng lồng ngực, sao cho các cột sống của mình nó không có cái độ vặn xoắn nhẹ. 3, 2 và 1, hít vào, ta nhẹ nhàng nâng và vươn cơ thể của mình đi lên. Thở ra, ta gập vươn dài về phía trước, vươn thật xa. Rồi chồm người, đưa hai cẳng chân ra sau, thu hai gối lại, ta trở về tư thế thả lỏng em bé. Ta giữ ở đây vài nhịp thở, điều hòa lại hơi thở, làm cân bằng lại hai vai,
cân bằng lại cuộc sống và thư giãn tâm trí. Ở động tác này, những ai mà chúng ta bụng hơi to, chúng ta có thể tách rộng cái gối của mình ra để cho cái bụng của mình ở giữa hai đùi. Tư thế của chúng ta nó sẽ được thoải mái hơn. Và chúng ta nên mở rộng hai cánh tay ra một chút để mềm mại cái bả vai, thả lỏng và thư giãn. Rồi ta từ từ thu tay lại, uốn cong lên và vươn người lên. Chương trình tạp chí thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.